Hello, xin chào mọi người đã quay lại với nghetrader.com. Và như thường lệ vào chủ nhật chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị cho tuần giao dịch tiếp theo. Tuần từ mùng 10 đến 14 tháng 8 năm 2020. Và từ tuần này thì mình sẽ quay lại phân tích các cặp mà mình cho rằng sẽ có nhiều tiềm năng nhất chứ không hạn chế số cặp nữa. Bởi vì hiện tại thì chiến thuật giao dịch của mình cũng đã thay đổi và bây giờ mình sẽ trở thành một trader giao dịch theo Ichimoku, giao dịch theo xu thế. Vì vậy nên là phong cách phân tích cũng như là phong cách giao dịch của bản thân mình cũng sẽ thay đổi. Mình sẽ không cố gắng bắt đáy bắt đỉnh nữa mà sẽ bơi theo xu thế của daily và tìm kiếm cơ hội vào lệnh trên đồ thị H1. Và sau đây sẽ là các cặp tiền tệ mà theo mình sẽ có nhiều cơ hội giao dịch nhất cho tuần sắp tới. Tất cả thì đều là quan điểm cá nhân và không phải là kèo hay lời khuyên đầu tư. Các bạn hãy xem với tính chất tham khảo và kết hợp cùng hệ thống của các bạn để có thể đưa ra những chiến lược, những quyết định chính xác nhất để mang về những kết quả tốt nhất. Và chúng ta sẽ bắt đầu. Như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng DXY. Chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Các bạn có thể thấy là nhìn vào đồ thị daily của DXY thì chúng ta đang trong một xu thế giảm chắc chắn rồi. Hiện tại thì giá vẫn đang trong một xu thế giảm tương đối mạnh và vì là một trader sell theo giao dịch theo xu thế nên là mình sẽ chỉ canh để bán xuống khi mà xu thế của daily đang là xu thế giảm. Và hiện tại thì trong tuần tới thì chúng ta có thể chờ đợi DXY có nhịp hồi phục nho nhỏ trước khi tiếp tục canh để sell. Khu vực này chính là một khu vực tiềm năng cho một lệnh sell. Còn nếu nó có thể phá lên thì mình sẽ tiếp tục chờ sell tại khu vực bên trên này. Tuy nhiên mình nghĩ khi mà nó lên được vùng này thì là việc của tuần sau rồi. Còn tuần này thì chúng ta sẽ chờ đợi tín hiệu sell tại đây. Để nó sẽ điều chỉnh trong vòng 3-4 ngày. Sau đó chúng ta sẽ có tiếp tục một tín hiệu sell. Bởi vì xu thế chính của daily đang là xu thế giảm. Và sau đây sẽ là các cặp forex mà mình chờ đợi để giao dịch trong tuần tới. Tất nhiên đây là hiện tại thì đang là những cặp mà mình nghĩ là sẽ có nhiều tiềm năng giao dịch, còn mình sẽ chỉ giao dịch với các cặp mà mình đã backtest cẩn thận. Đầu tiên đó là đô la Mỹ và yên Nhật. Xu thế chính của daily là xu thế giảm này. Sau khi nó đi xuống một nhịp tương đối mạnh, chúng ta đang thấy là có một đợt hồi phục của giá. Và chỗ này nếu như ngày mai giá có một sóng giảm xuống này, bao trùm lên cây nến trắng, cây nến tăng của thứ 6 tuần trước thì chúng ta có thể canh để tiếp tục sell target ít nhất tại đây. Còn không, nếu giá tiếp tục hồi lên thì chúng ta sẽ chờ sell tại khu vực này, khoảng vùng 106.7 cho một đợt sell tiếp theo dành cho cặp này. Đô la Mỹ và đô la Canada. Tương tự thì chúng ta cũng đang trong một xu thế giảm và mình chờ đợi sell tại khu vực khoảng 1.34 đến 1.338, canh tiếp tục để sell xuống. Còn nếu nó phá lên thì chúng ta sẽ chờ sell tại các vùng bên trên. Tuy nhiên đây là việc của tuần sau nữa, còn trong tuần này thì mình sẽ chờ đợi tín hiệu sell tại khu vực này. Và có thể nó sẽ hồi lên một chút trước khi tiếp tục xu thế chính của mình. Và vì là một trader theo xu thế là mình sẽ chỉ canh để sell. Tiếp theo là Euro và đô la New Zealand. Hiện tại thì chúng ta đang có một đợt tăng tương đối mạnh và nếu chỗ này giá tiếp tục đi lên, mình sẽ canh các tín hiệu trên H1 để canh mua vào. Hiện tại H1 thì chúng ta cũng đang trong một xu thế tăng. Nếu chỗ này chúng ta có một đợt điều chỉnh thì có thể canh vào lệnh ngay. Có thể hoàn toàn là ngay trong ngày thứ hai, ngày mai chúng ta sẽ có tín hiệu buy ngay tại đây. Còn nếu giá hồi về thì khu vực này khoảng từ 1.755 đến 1.765 sẽ là một khu vực tiềm năng để tiếp tục canh để mua vào. Tiếp theo là bảng Anh và Yên Nhật. Chúng ta thấy xu thế chính của daily là một xu thế tăng.
giá đang có một xu thế tăng tương đối đẹp và mình chờ đợi giá hồi về khu vực này khoảng tầm 136.7 đến 137.2 này để tiếp tục canh mua vào đối với cặp này. Tiếp theo là bảng Anh và đô la Canada. Tương tự xu thế chính của chúng ta vẫn là xu thế tăng và chúng ta cũng tiếp tục chờ một nhịp điều chỉnh của giá. Khu vực mình chờ đợi đó là khu vực 1.71 đến khoảng 1.73 cho một nhịp mua lên tiếp theo dành cho cặp này. Tiếp theo là đô la Úc và đô la New Zealand. Đây là một cặp mình đánh giá là rất là tiềm năng cho tuần sắp tới. Hiện tại thì xu thế của daily và H1 đang khá là rõ ràng, đều là xu thế tăng và chúng ta nếu tại H1 này chúng ta thấy là giá điều chỉnh trong vòng vài giờ tới thì có thể ngay trong buổi sáng ngày mai chúng ta có thể sẽ có điểm buy đối với cặp này, hoặc nó có thể sẽ hồi phục về và chúng ta sẽ bản thân mình sẽ chờ đợi mua vào tại khu vực này hoặc là khu vực này và mình sẽ chỉ canh để mua lên đối với cặp này. Tiếp theo là đô la Canada và yên Nhật. Cặp này thì chúng ta vẫn cũng trong một xu thế tăng, tuy nhiên nó chưa được rõ ràng và điều chúng ta cần là gì? Một là giá phá ngay lên này, chỗ này nếu gió tạo một sóng đẩy lên thì chúng ta sẽ chờ tín hiệu tiếp diễn để mua vào, hoặc là chờ tín hiệu mua tại các khu vực này khi mà giá hồi phục về. Khu vực tiềm năng có thể chờ đợi điểm vào đó là khu vực khoảng 78.6 đến khoảng 79. Cặp này thì mình sẽ chỉ canh để mua. Và khi ở những khu vực như này thì đơn giản mình sẽ chờ đồ thị H1 xác nhận xu thế tăng, sau đó sẽ tìm kiếm điểm vào. Và cuối cùng là cậu vàng. Với cậu vàng thì chúng ta đang trong một đợt tăng rất mạnh và chắc chắn là sẽ không có sell ở đây rồi. Chúng ta sẽ chờ giá điều chỉnh tại đây này. Có thể nó sẽ điều chỉnh trong suốt tuần sau, hoặc là có thể sang tuần sau nữa trước khi chúng ta có tín hiệu buy tiếp theo, hoặc nó có thể sẽ điều chỉnh về sâu khoảng vùng 1860 đến 1890. Chúng ta sẽ chờ đợi mua vào đối với vàng. Ok, và đó là các cặp Forex mà mình chờ đợi để giao dịch trong tuần tới. Sau đây mình sẽ nói đến phần crypto. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu bằng market cap của Bitcoin. Chúng ta thấy là sau khi chúng ta xác nhận xu thế giảm tại đây này, giá đi xuống cực kỳ mạnh và hiện tại chúng ta vẫn đang trong một xu thế giảm. Và market cap của Bitcoin nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi xuống trong tuần tới. Sức mạnh của Bitcoin sẽ tiếp tục giảm và đây có thể là cơ hội cho altcoin. Với Bitcoin, chúng ta đang trong một xu thế tăng tương đối mạnh. Sau khi giá xác nhận xu thế tăng tại khu vực 9.600 thì đã có một nhịp tăng lên tới 12.100. Hiện tại thì chúng ta sẽ chờ giá hồi phục về để tiếp tục canh mua vào thuận theo xu thế của đồ thị lớn. Và các khu vực tiềm năng có thể tìm kiếm cơ hội mua đó là khoảng vùng 10.800 đến 11.100, hoặc là khu vực bên dưới này khoảng 10.300 đến 10.600 cho một nhịp mua tiếp theo dành cho Bitcoin. Và cuối cùng là Ethereum. Tương tự thì chúng ta đang trong một nhịp tăng cực kỳ mạnh dành cho Ethereum sau khi nó xác nhận xu thế tăng tại khu vực này 246 này. Từ 246 nó tăng tới 411, tức là chúng ta tăng 68% giá trị. Một đợt tăng cực kỳ mạnh dành cho Ethereum và hiện tại công việc của chúng ta là tiếp tục chờ đợi giá hồi phục để mua vào. Và khu vực mua lên có thể là khoảng vùng 350 đến 360, hoặc là nếu giá hồi sâu hơn thì chúng ta sẽ chờ mua vào tại khoảng vùng 300 đến 320. Và đó là kế hoạch cho tuần giao dịch tiếp theo của mình. Lựa chọn của tuần theo mình đẹp nhất đó là cặp này, đô la Úc và đô la New Zealand, bởi vì chúng ta có sự đồng thuận xu thế của đô thị lớn và đô thị nhỏ, và đây sẽ là cặp mà mình sẽ chờ đợi cơ hội giao dịch cho tuần tiếp theo. Có thể chúng ta sẽ có điểm vào ngay tại ngày mai. Ok, và mình sẽ kết thúc chương trình chào tuần mới, chương trình chuẩn bị cho tuần giao dịch tiếp theo hôm nay tại đây.
Chúc mọi người một tuần giao dịch thật là kỷ luật và thu về nhiều lợi nhuận trên thị trường. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình nhận định giữa tuần vào thứ tư tuần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại mọi người.